Hôm nay đi ăn bê xui, được Mr. Thông giới thiệu một quán bê xui rất là ngon. Chắc mấy chục năm rồi chưa có được ăn bê xui nên nay đi ăn lại. Lâu lâu dẫn hai đứa nhỏ cho nó đi ăn bê thui cho nó biết với người ta, với quê mới lên tội. Bê thui không được đẹp quá. Tụi mình đi ăn bê thui. Bê thui Thủ Đức, bê thui Cao Nguyên. Chạy một quãng đường xa thật xa. Từ quận nhất qua quận 3 xuống đến Bình Thạnh và qua quận Thủ Đức. Để bê thui. Mãi mới có một quán bê thui. Do này nè. Bê thui thì mình thấy hiệu có tương bần. Tương bần tỏi ớt. Cái chua chua chín. Và rau rừng ở đây rau rừng nha, lấy nang thử nó ngon nha. Trộn này ha, đầu tiên người ta cho mình dĩa thịt bê nè, rồi một chén gì, đây là thính nha, đây là cái thính gạo đó. rồi trộn nha rắc hả, thả thính nha, thả thính đó, đúng thẳng nói đúng đó, rắc thính này là rắc mạnh tay với thầy, đang gió thầy có quạt một cái vô mạnh tay đó, giờ mình hấp thôi rồi mình sẽ rắc một nửa ha, xong rồi mình trộn lên rồi cái mình rắc tiếp một nửa nữa. Đó. Cái này là tự tay mình làm nên thấy hấp dẫn ha, tự tay mình làm thấy hấp dẫn á. Nông ngon thì nên hấp dẫn. Ăn thì nó ngon chứ mình làm trộn đi trộn đi. Ngon không? 200 đồng con dừa thắng mình. Thơm quá. Thơm á. Gạo mà tính là từ gạo ra mà. Dĩa này 200k nha, 200k. Hơi bị nhiều á. Ừ quá trời luôn. Rồi. Rắc tiếp. Không, cái này phải đậm thính ăn nó mới không có tâm. Đều đi thầy, đều tay lên. Đó. Không thầy rắc thầy phải đập cái gì đó. Cái gì? Aspani. Rồi. Không thầy rắc cái này. Rồi, hấp dẫn nha. Rồi ăn. Mình sẽ ăn với tương bần nha. Đây, tương bần. À. Thơm ngon mời bạn chơi đi. Vô nha, miếng thịt bê nha, miếng thịt bê đấy, có nạc có da nha, lấy miếng này đi, nhỏ vừa ăn thôi này, có nạc có da, mình thích ăn thêm thính thì mình lăn một cái đó cho nó thấm đó. Rồi bỏ vô chén nè, lấy một miếng chuối chét, miếng khế đó. Khoan, cái này nó tía tô nha, tía tô ngồi ra nha, ngồi ra đó. Rồi cuộn vô chấm, cuộn nó vô này gồm có tía tô ngồi gai này, khế thơm, lá rau thơm nữa đó, lá rau thơm nữa nha. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá, chảy nước miếng chấm với cái tương này nha, đó giờ ăn thử nha, ăn thử nó ngon. Bê mềm không? Ngọt không? Ngọt. Thịt bê rất ngọt không? Juicy. Cái tương làm vừa ăn đó. Nó không phải mắm nêm nha. Nó không phải là mắm cho nên rất là thơm. Ok, bây giờ Mr. Thông sẽ thử một miếng bê không? Đó. Chứ kia mình chán mình chắc. Rồi, là ba nha. Đây là tí tô. Giúp cá. Ngồi gai. Quế. Ít rau ôm. Lá cốc. Rồi. Khế. Lấy một miếng khế nha. Miếng chuối. Khế với chuối nha, khế là phải đi chung với chuối nha. Đó, có chua, có chát, có mặn, có hồng, có đầy đủ nha. Chua chát ngọt bùi. Rồi lấy miếng bê. Lấy miếng bê. Thôi, hồi nãy thầy đạt hướng dẫn là ăn cái này mình muốn ngon tăng thêm hương vị á. Đúng rồi. Mình có thể cắn chung với tỏi xong. Đó, mình ăn muốn tăng thêm vị mình bỏ thêm một tép tỏi vô ha. Ừ, tỏi xong. Thử nha. Rồi, coi Mr. Thông thử này nha. Đó. Thêm miếng tỏi nha. Wow. Ngon ngon. Thơm nồng hơn đúng không? Nồng hơn. Cực kỳ hấp dẫn. Mà cái tương ngon, cái tương ngon. Tương rất là ngon nha, ở đây người ta pha rất là gồm, tương bồng, đặc biệt luôn á. Cay cay. No lắm rồi đó, mà chị chủ quán còn nói là ở đây Sydney trà
là món bê nướng sa tế thì nó ngon lắm. Thì chủ quán giới thiệu là có bê nướng sa tế rất là ngon ha chị. Đó, siêu ngon luôn. Rồi thử miếng nha. Thêm miếng nhỏ thật ngon quá. Rồi chấm chao, chị có đưa chao đây nè. Rồi, ngon không? Rất là ngon luôn nha. Cái vị này nướng nó cay vừa ha, cái vị rất là đậm. Rất đậm vậy. Thử đi, ngon lắm. Ngon lắm. Để thử nha, để đây. Rồi bây giờ thử bê nướng sa tế thử nha. Thơm nha, thơm nha. Để ngon. Bây giờ thử ăn không chứ, ăn không một cái chứ. Thử cái ngon. À, ngon nha. Cái vị ngon lắm. Cái vị rất là ngon. Ướp đậm đà rồi. Rồi giờ thử chấm chao nha, thử chấm chao. Mềm lắm. Mà miếng bê vẫn còn ngọt luôn á. Thử chấm chao nè. Có chao nha. Ôi, có chao nó dậy mùi hơn luôn. Nó đậm hơn xíu mà nó dậy mùi hơn. Không nhìn ngon. Đây tuyệt vời. Và cái món signature 1 là bê nướng sa tế thì chị chủ quán nó rán. Rán thêm tí nữa có cái signature 2 nữa là cái lẩu bê. Đó, có cái lẩu bê nha. Lẩu bê. Chị làm bắp rất là đặc biệt luôn. Có bắp, củ cải trắng, đậu hũ, đuôi. Đuôi nè. Xương luôn. Phá lấu. Phá cái này gọi là lát sắt hả? Không biết, phá lấu. Thăng long. Thăng long, tim, đồ gì đầy đủ nè. Gân. Gân mà nhìn chất lượng nha. Lưỡi. Nhìn chất lượng. Mà là lẩu nhỏ đó thì nó là signature 2 nên thôi ráng. Vừa đủ 3 người ăn ha. Con thử 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 miếng nước coi ngọt không? Thử miếng nước đi. Thử miếng nước đi. Rồi giờ thầy Phong sẽ thử miếng nước nha. Đó. Thấy nước trong á. Mà nhìn trong mình sẽ không có cá nha mọi người. Mà nhìn không không có thấy mỡ gì ha. Rồi, thử coi ngon không? Được không? Được không? Được không? Nước cá ngọt, thơm bò, rất là thơm. Thơm cái vị như vị bò mà nó không có vị đóng cái màng mỡ đó. Nên mình thơm mình ha. Mình nhìn cái lẩu mình thấy hấp dẫn, nó bị đóng màng mỡ vậy mà mình đợi lẩu bò. Okay.